Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đưa địa phương trở thành hình mẫu của cả nước trong công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Năm 2023 đánh dấu khoảng thời gian 10 năm kể từ khi những khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thành lập. Đến nay đã có trên 20 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hàng chục đợt thả tái tạo được tổ chức cùng nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường biển, đầm phá được triển khai, đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng cộng đồng ngư dân. Những con số biết nói ấy đã cho thấy nỗ lực của ngành thủy sản tỉnh nhà trong định hướng phát triển thủy sản theo hướng bền vững, mà nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là tác động đến nhận thức của cộng đồng ngư dân nhờ vào những hoạt động tuyên truyền sâu rộng, có tính thiết thực. Phóng sự sau hãy cùng chúng tôi nhìn lại những đổi thay tích cực thông qua công tác truyền thông bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương. Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Gio Chòi, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, những năm trước đây nổi tiếng với các loài cá có giá trị kinh tế như cá dìa, cá nâu hay các giống cua tự nhiên. Tuy nhiên, một thời gian dài do cộng đồng thiếu ý thức trong gìn giữ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản dẫn đến tình trạng khai thác tận diệt, cộng với sự thiếu quản lý cũng như các hoạt động tái tạo, nguồn lợi thủy sản tại khu mặt nước đầm phá hơn 20 hectare này ngày càng cạn kiệt. Trước tình trạng trên, năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Gio Chòi nhằm tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú của thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản. Theo đó, nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh như khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản. Chi hội nghề cá địa phương Thanh Mỹ, Phú Diên trực tiếp quản lý khu bảo vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật, gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý. Nhờ đó, sau gần 3 năm, cá tôm đã trở lại với mặt nước đầm phá Phú Diên, đời sống bà con nơi đây ngày một khởi sắc. Trước đây mình chưa có cái khu bảo vệ thì nó là bà con đánh bắt một cách là bừa bãi. Nhưng bây giờ mà có cái khu bảo vệ rồi á, thì có đội từ quảng tuần tra và có thành lập cái chi hội nghề cá, thì tất nhiên là bà con cũng nhận thức được là đó là nơi là bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mới có thành lập cái chi hội nghề cá nữa thì người ta biết là cái ông đó là cả ông đi về tuần tra đó rồi, là bà con không dám vô trong làm được. Tất nhiên là cái đó là cũng điều tốt. Trước đây chưa được tái tạo cái nguồn lợi thủy sản thì cái sản lượng đánh bắt của bà con thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì sau khi mà tái tạo được các cấp các ngành tạo tài nguồn lợi thủy sản thì cái nguồn lợi đánh bắt của bà con ngày càng được là thu nhập ngày càng được là nâng cao lên. Những đổi thay của khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Gio Chòi cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản để duy trì và phát triển sinh kế bền vững. Nhìn lại hành trình 10 năm công tác tuyên truyền nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, một trong những hoạt động được Chi cục Thủy sản tỉnh đặc biệt quan tâm đó là tổ chức các đợt thả tái tạo các giống loài thủy sản ra hệ sinh thái đầm phá, sông ngòi và biển. Không chỉ duy trì tính thường xuyên liên tục với mức độ từ 3 đến 4 đợt thả một năm, các hoạt động thả tái tạo còn được tổ chức với quy mô dàn trải tại khắp các địa phương có khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng đến đối tượng là các cộng đồng ngư dân nhỏ lẻ với đời sống sinh kế phụ thuộc lớn vào sông ngòi, đầm phá, ven biển. Để cho người dân thấy được cả lời khi môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản được chung tay bảo vệ gìn giữ, từ đó dân cải thiện ý thức, nói không với các hoạt động khai thác tận diệt, chính là cách làm hay và hiệu quả mà các đợt thả tái tạo thủy sản đang hướng đến. Giai đoạn đầu để mà thực hiện tái tạo nguồn lợi thủy sản thì rất là khó khăn từ những cái nguồn ngân sách cũng như nhận thức của bà con. Ban đầu thì bà con ngư dân cũng rất là ngạc nhiên và cũng lúng túng, và có nhiều hành vi nó cũng không được là tốt. Ví dụ như mới thả xong thì họ cũng đã hăm hè để mà bắt lấy, để mà thu lời. Vâng, thì tất cả các cái quá trình ban đầu đơn vị cũng hết sức là tuyên truyền vận động để mà bảo đảm các cái con giống đã phát tán an toàn.
Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế, sự chung tay từ cộng đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, giáo hội Phật giáo tỉnh đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho các hoạt động thả tái tạo không ngừng tăng về quy mô cũng như chất lượng qua các năm. Tỉnh riêng trong giai đoạn 2021-2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thả thành công gần 10 triệu con giống vào các thủy vực, sông, hồ chứa, đầm phá và biển. Qua đó kịp thời bổ sung giống loài thủy sản tại các lưu vực sông và hồ đang cạn kiệt, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái. Tất cả các chi hội nghề cá vận động rồi bây giờ đây là bà con trong ngư dân cộng đồng ở trong chi hội hội viên và những người là bây giờ là không được là khai thác hủy diệt để mục đích bây giờ đấy là để cái nguồn lợi thủy sản này một là dồi dào. Thì hàng năm có đến 700 cái lượt tuần tra tham gia tuần tra của các cái cộng đồng ngư dân của các cái chi hội nghề cá để phối hợp với các cấp chính quyền ngăn ngừa bắt giữ hàng chục cái vụ việc hàng năm trình lên cơ quan cấp trên để mà xử lý. Và có một cái nổi bật nữa thì lãnh đạo tỉnh luôn luôn quan tâm cái ngân sách tại tàu cái năm sau cao hơn năm trước và có một cái chuyện là tăng cường cái ràng cái gọi là nhà cá để mà làm chỗ trú ẩn của tôm cá để mà sinh sôi phát triển nảy nở phát triển trước khi là nhân rộng ra cái vùng đầm phá. Bên cạnh các hoạt động thả tại tàu được Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thường xuyên, góp phần hơn nữa trong nâng cao nhận thức bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hình thức sinh động, hấp dẫn. Đó chính là các đợt ra quân làm sạch biển, môi trường đầm phá, các đợt sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục nhận thức đối với các cộng đồng cư dân và tổ chức xã hội thông qua hình thức đổ vui, tiểu phẩm, đầy vui tươi hấp dẫn. Ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường của mỗi người được nâng lên, đồng nghĩa với hệ sinh thái biển, đầm phá ngày càng được phục hồi và phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, việc khai thác bằng cách hủy diệt vẫn còn đang tồn tại ở xung quanh chúng ta. Nên thông qua chương trình này, em muốn vận động tuyên truyền ba mẹ cũng như là mọi người xung quanh để có ý thức bảo vệ môi trường cũng như là nguồn lợi thủy sản. Bảo đảm hài hòa giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, các địa phương và người dân. Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi những khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thành lập, đến nay có thể nhận thấy hoạt động tái tạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nạn khai thác thủy sản mang tính hủy diệt đến nay vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Thực trạng trên đòi hỏi cần có các biện pháp căn cơ, siết chặt hơn nữa các nghề khai thác thủy sản trên đầm phá, sớm phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm khai thác thủy sản hủy diệt. Về cái định hướng phát triển ngành thủy sản trong thời gian đến thì theo chúng tôi thấy là cái đầu tiên là phải tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản, xâm hại ngư trường, nguồn lợi thủy sản. Cái thứ hai thì cần phải phát huy xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhất là việc tái tạo bổ sung các cái nguồn giống vào các cái thủy vực. Rồi thứ ba là chúng tôi nhận thấy là cái việc phát huy quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, nghĩa là tổ chức củng cố kiện toàn các cái chi hội nghề cá, các cái tổ chức ngư dân cấp cơ sở để đảm bảo cho họ mạnh mẽ lên để mà tự chủ, để mà quản lý trong cái từng khu vực cụ thể, ngư trường cụ thể, và cùng phối hợp với lực lượng kiểm ngư, phối hợp với các cấp chính quyền để mà thực thi pháp luật ngăn ngừa khai thác trái phép, để mà giữ gìn cái nguồn lợi thủy sản và cũng chính là giữ gìn sinh kế bền vững cho cộng đồng. Có thể thấy nguồn lợi thủy sản dù đa dạng phong phú nhưng không phải là vô tận. Bên cạnh những nỗ lực từ ngành chức năng, ý thức của mỗi tổ chức, cá nhân chính là biện pháp hữu hiệu để thực hiện thành công mục tiêu khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh nhà theo hướng bền vững. Qua đó góp phần cân bằng hệ sinh thái, tạo công ăn việc làm và mang đến nguồn thu nhập chính đáng cho người dân địa phương.